Xin chào mọi người, mình là Ngô Minh Hiếu, biệt danh là HiếuPC. Hiện mình đang làm trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chủ đề rất là thú vị, đặc biệt là dành cho các bạn làm game. Đó là PlayHub, một nền tảng web gaming đang mở ra nhiều cơ hội cho các nhà phát triển game. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, mình đã nhiều lần thấy các nguy cơ bảo mật từ cái khâu phát hành game trên nhiều cái nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, khi mình tìm hiểu PlayHub, mình thấy ở đây có hạ tầng khá là tối ưu và hỗ trợ những phát triển khá là tốt, kể đến là trong cái khía cạnh quản lý dữ liệu người dùng nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. PlayHub là gì? PlayHub là một cái nền tảng web game cho phép các bạn lập trình viên, các studio xuất bản cái sản phẩm của mình mà không mất nhiều cái công sức và hạ tầng hay marketing. Nó hỗ trợ quảng cáo nè, mua hàng trong game, in-app purchase, giúp bạn có thể dễ dàng kiếm tiền. Đây không phải là một nền tảng để mà người chơi vào chơi miễn phí, mà chính là nơi mà các nhà phát triển có thể đăng tải game và cơ hội tiếp cận hàng triệu game thủ mỗi ngày. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái game này nha, coi thử là dễ chơi như thế nào. Và trước hết thì mình thấy game chạy rất nhanh và không cần phải cài đặt bất kỳ một gì cả, tương tác hoàn toàn ở trên trang web hết, rất là mượt và hình ảnh đồ họa cũng rất là đẹp. Đây là một cái game thực chiến đi đánh những cái con quái vật. Vì sao mà cái web game đang trở lại? Vấn đề là khi nhắc đến cái việc là game trình duyệt web game ngày càng tiện lợi và không cần cài đặt, dễ dàng tiếp cận trên cả PC và smartphone. Tính bảo mật thì không cần phải cài đặt những cái file như là .apk hay là .se, cũng giúp game thủ tránh đi nhiều rủi ro. Điều này cũng khiến cho web game trở nên thân thiện và ngày càng hấp dẫn hơn, tiếp cận hàng triệu người dùng mới. PlayHub là một trong những cái nền tảng game trình duyệt được truy cập nhiều trên thế giới, với hàng triệu user hoạt động hàng ngày. Nếu bạn muốn game của mình có cơ hội đến với đông đảo khán giả, đây là lựa chọn tối ưu, nhất là với cái thị trường Việt Nam đang ngày càng ưa chuộng game web, hỗ trợ đa nền tảng phát triển. PlayHub hỗ trợ plugin SDK này, cho Unity, này, Costco, ContentBar, Default, v.v. Nghĩa là hầu hết các công cụ làm game phổ biến đều được tích hợp sẵn, việc xuất bản không phức tạp. Với tư cách là một người làm bảo mật, mình đánh giá cao cái việc là họ cung cấp sẵn cái giải pháp xác thực người dùng nè, quản lý quảng cáo nè, mua hàng trong game nè, đỡ lo lỗ hổng phát sinh khi mà tự tay mình tích hợp. Không cần cái ngân sách marketing, PlayHub quảng bá cái game của bạn có sẵn cái kênh traffic khổng lồ. Điều này rất là quan trọng đối với anh em indie dev hay là studio nhỏ, vì cái chi phí quảng cáo ngày nay rất là đắt đỏ. Kiếm tiền từ quảng cáo hay là in-app purchase, nhà phát triển có thể là nhận doanh thu từ cái quảng cáo hiển thị trong game nè, hoặc là tích hợp gói mua hàng in-game purchase, IAP, vừa thuận tiện mà còn vừa minh bạch. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về một cái nhà phát triển game đã xuất bản ra một cái game. Nó khá là tương tự với cái game mà ngày xưa từ những năm 2000 mà mình chơi, cái game nó gọi là Red Alert. Thì đây là một cái game mà chiến thuật mà như các bạn thấy đấy, chơi là hoàn toàn trên cái nền tảng web hết và không cần phải cài đặt bất kỳ một cái gì cả, có thể chơi trên laptop, trên điện thoại, trên máy tính bảng. Và ngoài ra thì là cái giao diện cũng rất là mượt và đẹp. Cái điều mà mình thích nhất ở đây là không cần phải cài đặt bất kỳ một cái gì cả, tại vì bây giờ là rất là nhiều những cái game ra đời giao diện thì cũng rất là đẹp, tuy nhiên á, là phải cần phải cài đặt và cấu hình máy cũng rất là mạnh. Thì dành cho những các bạn gọi là yêu thích game và đam mê game lắm thì các bạn mới có thể có đủ tiền để mà đầu tư một cái máy chơi game xịn sò. Rồi chưa kể nữa là các vấn đề ví dụ như
game thì cũng khá là đắt, thì dẫn đến cái việc là các bạn cũng hay tải về những cái game lậu, game không có bản quyền, dẫn tới là các bạn bị nhiễm mã độc nè, bị đánh cắp thông tin. Bước đệm cho cái sự nghiệp phát triển game dev thì nhiều bạn mới bắt chân vào làm game không có cái khả năng đầu tư marketing hàng chục nghìn đô. PlayHub chính là nơi bạn có thể bắt đầu tập trung cải thiện cái gameplay nè. Còn còn cái việc quảng bá thì cứ để cái nền tảng lo. Đăng ký tài khoản nhà phát triển tại đây. Upload HTML file hoặc web GL hoặc kết hợp với SDK. Thiết lập quảng cáo in-app purchase nếu muốn và chờ xét duyệt xuất bản. Đừng quên kiểm tra các lỗ hổng plugin an toàn, mã hóa dữ liệu. PlayHub có sẵn cái hạ tầng, nhưng mà game dev cũng nên tuân thủ cái best practice về bảo mật để mà giữ uy tín và trải nghiệm người chơi. Như các bạn thấy đấy, các tên game hiển thị rất là thân thiện và dễ chơi. Nếu bạn quan tâm, đừng quên truy cập link ở phần mô tả hoặc là bình luận được game để mà đăng ký tài khoản nhà phát triển trên PlayHub. Dùng link này để mà xuất bản game và trải nghiệm đầy đủ các tính năng của nền tảng. Rất mong rằng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn lập trình viên, nhà phát triển game. Và như mình đã nói ở trên, thì trong thế giới công nghệ hiện nay, chọn cho mình một cái nền tảng an toàn, uy tín để phát triển cái sản phẩm của mình là cực kỳ quan trọng. Đăng ký tài khoản nhà phát triển tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Đừng quên bấm like, share and comment và ý kiến của bạn về PlayHub. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.